À, một lần nữa Quang Đậu xin chào các bạn. Quang Đậu sẽ gửi đến cho các bạn một cái clip mà sau khi đã quay hai clip là phản ánh cái môi trường vệ sinh của cái khu kênh Bào mà cái đường Đặng Thái Thâm có liên quan đến cái khu kênh Bào. Thì hôm qua đã có một cái sự nhắc nhở cho công trình vệ sinh của thành phố Thái, và công trình vệ sinh đã làm việc tận tụy, quan tâm đến bà con ở đây, cho nên là có xe là đã là dọn dẹp sạch sẽ. Thì hôm nay là trời quang mây tạnh, nói chung là trời rất đẹp, nắng rất là tỏa sáng và mây trời rất là mênh mông. Thì hôm nay là mình sẽ ghi lại xem thử có ai là đưa bị rác nữa hay không. Su su nhà mình cũng ra đón nắng buổi sáng và phơi nắng. Ở đây là cái quang cảnh mà các bạn đã thấy, có một cái tòa nhà, một cái villa của công dân Phan Thiết mình đây thôi, quay mặt đến bờ kênh. Thì các bạn thấy cái bờ kênh này là coi như là thủy lợi của tỉnh Bình Thuận đã ra quân và đang làm thi công, thì chắc có thể là trong cái tháng 10 này là xong thôi. Nhưng mà chỉ rất tiếc là cái dòng kênh này là nó đen quá, nó đen giống như là ở Sài Gòn ấy, những cái dòng kênh vừa rạch của Sài Gòn. Đây là những cái ngọn cây thuốc không nha các bạn, trùm bao đó. Các bạn thấy là cái dòng kênh rất là đen. Công trình đang thực hiện thi công, các ảnh phun khói. Ông khói giống như sương mai của thành phố Đà Lạt. Đó, thì các thấy ngay chỗ tấm bảng mà cấm đó, thì bây giờ này là đó, sạch rồi. Đó, nhưng mà vệ sinh thì chưa có được sạch sẽ lắm. Đó, thì bên cạnh đó công viên, có một cái công viên. Đó, đối diện các bạn thấy đó, đối diện bên bờ kênh kia cũng là công viên. Đó, chỗ cái sương khói này cũng là công viên. Thì trong tương lai là cái chỗ cái tấm bảng cấm này là sẽ làm một công viên. Công viên đó, ngay khu vực này sẽ là một công viên mà chắc không biết là chờ đến lúc nào. Thì bây giờ tạm thời là làm cái tấm bảng cấm đổ rác, cấm đổ rác. Từ hôm nay tấm bảng cấm đổ rác này nó có hiệu lực rồi, không ai là đổ được. Và Đậu xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Xin chào các bạn.